silver black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Đồng thời, mũi tấn công chính diện đồng loạt áp sát mục tiêu, sử dụng lựu đạn cay, quả khói, quả nổ, vũ khí tấn công đánh bắt, tiêu diệt bọn khủng bố, chiếm lại mục tiêu. Tấn công! Lực lượng phòng cháy chữa cháy tiến. Sau khi đánh chiếm mục tiêu, lực lượng đánh bắt phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, y tế và các lực lượng nghiệp vụ khác xử lý hiện trường theo phương án. Dây chiến thuật mũi 2 tiến. Đối diện khán đài, đại biểu quan sát là lượng được đánh bắt sử dụng dây chiến thuật tấn công từ trên xuống. Dây tử thần mũi 1 tiến. Tiếp theo, kính mời quý vị đại biểu quan sát bên phải khán đài, lực lượng tác chiến sử dụng dây tử thần vận động áp sát chiếm lĩnh mục tiêu theo phương án tác chiến. Dây tử thần là một trong những chiến thuật được lực lượng tác chiến sử dụng để vượt qua địa hình phức tạp, có độ cao địa hình đồi núi, sông ngòi nhằm tiếp cận mục tiêu tác chiến. Trước mắt các đại biểu được giả định là hệ thống vật cản phức tạp, có kết cấu kiên cố với thép gai và mũi đinh sắc nhọn phía trên, tượng trưng cho những khu vực, địa bàn tác chiến khó khăn, vật cản đa dạng. Với các kỹ thuật vận động đã được huấn luyện, mũi đinh tác chiến hỗ trợ lần lượt khắc phục và vượt qua hệ thống vật cản phức tạp liên hoàn, bí mật tiếp cận mục tiêu, triển khai theo phương án tác chiến. Chiến thuật mũi 1 tiến. Cùng lúc đó, lực lượng tác chiến sử dụng dây chiến thuật. Với các động tác vô cùng linh hoạt, nhanh nhẹn, lực lượng tác chiến thực hiện các kỹ thuật vượt bờ mây. Bên cạnh các động tác kỹ thuật cá nhân là các động tác yếu lĩnh bắn,
vừa vận động vừa lợi dụng địa hình, địa vật bắn ở nhiều tư thế để tiêu diệt các mục tiêu khác nhau. Các đại biểu đang quan sát cán bộ chiến sĩ thực hiện kỹ thuật quỳ bắn, nằm ngửa bắn, nằm nghiêng bên phải bắn, nằm nghiêng bên trái bắn. Tiếp theo, lực lượng tác chiến thực hiện kỹ thuật vượt vòng lửa. Đây là kỹ thuật thể hiện tinh thần dũng cảm của cán bộ chiến sĩ và thực hiện kỹ thuật nằm sấp bắn, nằm ngửa bắn, nằm ngửa bắn ngược. Dây tử thần quý 2, tiết. Trước mắt các đại biểu là mô hình tượng trưng căn nhà, là nơi các đối tượng tượng khủng bố co cùng cố thủ. Kính mời đại biểu quan sát bên trái khán đài, lực lượng đã sử dụng dây tử thần đánh. Rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, Casamigos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything. Everything just fade away, cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, Casamigos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. We'll be right back.
Còn bây giờ xin mời các đồng chí tham gia.